Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Sáng nay là mùng 1 tháng 7 năm 2016 và ngày hôm nay là ngày của những cái sản phẩm chúng tôi chuẩn bị chuyển ra khỏi cửa hàng. Lúc sáng tôi đã quay cái hình ảnh đang đóng gói chiếc tủ chùa bầu chuyển đi Sài Gòn, và hiện nay và lúc này là lúc 8 giờ 30 sáng chúng tôi đang quay cái sập 1m8 x 2m2. Cái này chúng tôi quay theo yêu cầu một khách hàng, anh đang ở bên Nga và anh sắm về gia đình ở bên Việt Nam. Thì là hôm qua tôi đã quay cái bộ quay sập này và anh rất hài lòng, anh đã đồng ý lấy rồi. Nhưng mà riêng ở cái mặt ấy, hôm qua là còn vướng các cái bức tranh chưa đưa lên được, cho nên tôi có quay, tôi có nói rằng là lấy từ chiếc mặt của cái sập tứ diện ở gần cầu thang đây để chuyển sang. Và sáng nay thì là mới huy động lực lượng là bê những tấm tranh sang bên này và nhấc cái mặt từ bên này di chuyển qua đây và đi sang đây. Thì anh ở từ rất xa, anh không đến được, và anh cũng muốn là qua hình ảnh anh nhìn xem nó đã cân đối tất cả hay chưa. Thì hiện nay là chúng tôi sau khi đặt vào, bởi vì hai chiếc sập này là cùng kích thước 1m8 x 2m2, cho nên là hoàn toàn là lắp lẫn được mặt và dạ, là lắp từ cái sập kia sang đây là rất là chuẩn luôn, và cũng màu sắc cũng rất là tương đồng luôn. Nhưng mà đây trên mặt là chúng tôi đã hoàn thiện sơn PU rồi, còn bên dưới thì vẫn là đang trần nguyên mộc, và khi dưới mà đánh xong lên thì nó sẽ mọng mượt hơn và vân sẽ rõ hơn một nấc nữa. Đây chiếc dạ này, vân chiếc dạ hồi này vân thì tuyệt đẹp, và như là những cái áng mây. Và đây những cái chân cũng thế, vân vân đen đẹp, còn ở khoang giữa thì vân tuyệt vời, mây trời bảng lảng. Cho lúc này tôi cũng chưa biết gọi tên là gì, chưa biết đặt tên cái cảnh này gọi là gì. Và đến bên hồi bên này cũng thế, cũng đều là chọn vân rất là đẹp. Còn ở trên mặt do là đã đánh xong cho nên là trông nó rất là láng. Và tôi rất hy vọng là khi mà tôi đưa những hình ảnh này lên và clip này lên thì anh sẽ cho những người bạn Nga của anh xem, những người bạn Paruski nói bằng tiếng Nga, và hy vọng là họ sẽ nói là Kakui Interestny. Và nếu mà được như vậy thì bên sản xuất chúng tôi cũng rất là vui lòng, bởi vì là cái sản phẩm của mình đã được quảng bá ra đến quê hương của Quảng Trường Đỏ. Và như vậy là hình ảnh đã quay đầy đủ. Và những hình ảnh này tôi xin nhắc lại, ngày hôm nay là mùng 1 tháng 7 năm 2016, và hình ảnh này là chiếc sập này là đang quay theo yêu cầu của một khách hàng ở bên Nga. Và vừa nãy thì cái người đại diện ở bên Việt Nam cũng mới điện cho tôi và nói rằng là cho xin số tài khoản để chuyển tiền đặt cọc vào. Cho nên là cái cũng đã rõ rồi. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Trong khi để đỡ phải kéo dài nhiều cái clip thì tôi quay tiếp là chiếc mặt 1m8 x 2m2 gỗ cẩm lai một lá dành cho một khách hàng khác yêu cầu, và anh cũng đang có người nhà bên này đang gọi điện để chuyển tiền đặt cọc chiếc mặt này đi với cái bộ dạ đây. Bộ dạ tứ diện của cẩm lai một lá trong này.
Đây bộ dạ thư diện hôm qua tôi đăng lên và anh đã chọn. Và khách hàng này anh cũng đang công tác ở một nơi rất xa. Xin tạm biệt quý vị.